coi trên đôi mắt của chị Ngọc Diệp. Thì đây là cái sản phẩm này mình gọi là collage. Thì nó có hai chai trong đây quý vị. Hai chai, một cái chai á mình gọi là collagen. Là collagen gel, và một cái chai á nó là bằng green tea. Đó, mình gọi là extension, giống như là làm cho nó dài ra, nó dài ra và làm bằng green tea quý vị. Tức là organic. Thì trước tiên khi mình muốn cho nó dài là mình phải apply cái collagen trước. Đây là cái collagen. Đây là mà không cần phải dùng cái bấm. À, không cần phải dùng cái bấm. Nếu mà mình muốn bấm khi nào mình vuốt dài rồi mình cần cái bấm á thì cho nó cong thêm. Nhưng mà cái này nó cũng đã dài ra sẵn rồi. Thì bây giờ Vũ Thí sẽ làm thử trên đôi mắt của chị Ngọc Diệp nha. Này không có gì nha quý vị. À, đây là đôi mắt rất là bình thường á. Không chưa cái gì hết. Chưa có một cái gì hết. Thì bây giờ Vũ Thí sẽ làm thử nha để mình coi before và after như thế nào. Nhưng mà trước tiên để cho Vũ Thí có được một cái bức hình chụp từ đôi mắt của chị Ngọc Diệp để mà before after, thì để cho Vũ Thí lấy cái máy chụp hình chút xíu.